Vâng em à, mến chào các bác nhé. Thì video trước thì em có giới thiệu với các bác cái dòng mic AAP Audio hàng chính hãng của AAP các bác nhé. Thì em có giới thiệu qua rồi. Thì các bác cũng đã được xem ở trên cái kênh của em có video mở nội thất luôn ở bên trong cái đầu thu các bác nhé, cũng như là cái tay mic. Thì với cái dòng chính hãng của AAP Audio này, model của nó là K8. Thì với cái dòng này thì nó có 6 số này, tự ngắt này. Sau 15 phút thì khi các bác quên tắt mic, quên tắt cái chức năng khởi động nguồn này này, thì nó sẽ tự động ngắt nhé, sau 15 phút. Đó, và 3 giây tự ngắt. Thì với dòng AOP hàng cao cấp này, 6 số này thì ở bên trong đầu nó sẽ có cái chế độ để các bác có thể tăng to nhỏ thêm ở tay mic các bác nhé. Với nhiều dòng nó sẽ không có, nhưng mà với dòng này thì nó sẽ có ở bên trong đầu mic ạ. Em có mở trong cái video đầu rồi, thì cũng có hướng dẫn các bác là cái cách để đẩy thêm cái tinh mic cho nó nhẹ hơn. Đó, các bác nào muốn thì các bác có thể tháo cái đầu ra để các bác tăng. Và ở đây thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ có chế độ pin luôn. Chế độ pin ở đây và chế độ pin ở trên cái tay này, biết. Với cái dòng này thì em đã test thử cái pin nó rất là ổn định các bác ạ. Có nghĩa là các bác có thể quên pin đây. Như cái đôi pin này của em để hơn một tuần nay rồi. Đấy, vừa test hàng cho khách cũng như là vừa để thử xem là nó có ăn pin nhiều không. Nhưng mà nó không ăn pin các bác nhé, không ăn pin. Có nghĩa là khi các bác sử dụng, kể cả một pin nó có thể hồi lên được một vạch, nó có thể hồi lên 3 vạch các bạn. Đây này, nó chế độ dòng này nhá. Đó, với cái dòng này, dòng chính hãng của AAP các bác nhá. Đây, có tem 7 màu nhá. Nếu nhìn phản dưới ánh sáng nó sẽ thấy này. Thì ở đây là một cái hộp, một bộ mic của nó ở trong đây. Đây là cái đầu thu này, hai tay mic này, với lại các cái phụ kiện đi kèm như là dây 6 ly đúng rồi. Và đây là nguồn và cái chống lăn. Ở đây thì nó có chống sốc rồi. Thì trong video này thì em sẽ test chất âm để cho bác cùng thẩm âm. Đó, em sẽ ghép lên một chiếc đẩy này với một chiếc vang để test để cho bác cùng thẩm âm cái giải mic nó rất là dày, cái độ tính mic rất là dày. Khi hát thì nó cái độ hút mic nó cũng rất là tốt. Mỗi một bộ này giá của nó là 3.200.000 các bác nhé, 3.200.000 đó. Giờ thì em sẽ thử cho bác cùng thẩm âm. Đây, em sẽ bật mic lên các bác nhé. Các bác nhìn tem 7 màu. Đây là hàng chính hãng của AAP các bác nhé. AAP K8. Lên 1, 2, 2. Lên 6, 7. Đây, em sẽ cho to tính mic một chút. Lên 1, 2. Tiếng rất dày các bác nhá, tiếng dày, tiếng mic rất là dày, hát nó rất là đầm. Đây là toàn bộ các bác nhé. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Giờ phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào trú Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay, duyên tình ta gian rồi để bước phong trần tha hương. Em khóc cho đời biển xưa, về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tìm xa. Vâng, thưa với các bác là em
đang để cái tinh mic nổi lên để cho bác có thể thẩm âm được với cái độ dày mic để hát. Nó có độ dày mic thì các bác hát mới nhẹ các bác nhá. Nếu mà ví dụ như là những cái dòng mic mà ví dụ những cái dòng rẻ nhá, tầm khoảng 800.000 hoặc 1.2 triệu, có những cái dòng nó sẽ không có bát, gần như là không có độ dày, cho nên là các bác hát rất là nặng, rất là nặng, rất là đuối sức. Còn với những cái dòng mà cao cấp như vậy, hàng chính hãng của AAP này, thì cái độ dày của nó, tính mic các bác hát nó sẽ nhẹ hơn so với những cái dòng mic mà nó không có cái độ dày của tính mic. Đây em sẽ tăng dần này, em sẽ tăng to tính nhạc nhá. Ok, em sẽ bật mic cho các bác nhá. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Lên 6 7 8 9 10 1 2. Các bác sẽ nhìn ở trên đây, với cái tay mic nó thì nó là bằng nhôm nguyên khối, cho nên là chống nước các bác nhé, chống rỉ rét hoặc là trước luôn các bác nhé. Ở đây là cái tem 7 màu đó, tem 7 màu. Thứ hai là ở đây cái phần nút bấm rất là hay, nó có thêm những cái lấm chấm ở đây để chúng ta có thể bấm, nó rất là tiện lợi, và cái nút bên trong nó cũng rất là nảy luôn các bạn. Các bác nào mà có chơi sự kiện ngoài trời đều được các bác nhé. Với những cái dòng này các bác chơi sự kiện ngoài trời đều được. Đấy, phụ kiện của nó tất cả một bộ là như vậy. Từ những cái vỏ hộp nó nhìn rất là tinh xảo các bạn. Đó, từ những cái vỏ hộp. Nếu mà các bác quan tâm đến cái dòng này thì các bác có thể xem lại cái video đầu tiên của bên em giới thiệu với các bác rồi. Em có mở cái nội thất bên trong hai cục sóng rất là to. Đấy, hai cục sóng rất là to. Cái thứ hai là nó có chế độ các bác chỉnh những cái tay này, to nhỏ ở tay các bác nhé. Và ở đây thì các bác có thể tăng to nhỏ của từng mic. Ở đây cũng ở mặt trước này sẽ sử dụng những cái nút này. Đó. Rất là mềm mại các bác nhé. Và nút này là nút set để chúng ta có thể tìm lại khi cái thông tin mà từ tay mic với đầu mic nó bị sai thì chúng ta có thể tìm lại. Và bên này nút nguồn. Rất là đẹp, APP Audio các bác nhé. Các bác nào mà có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp Zalo của bên Mike của Audio là 0977 434 361, và số điện thoại của em cũng là vậy các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Vâng, em xin được kết thúc video. Vâng, em xin chào tất cả các bác.